gì không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Ê, đưa ai ra? Tôi thấy là rap Việt có một cái đặc sản rất là hay, đó chính là hàng năm là có bảng tử thần. Thì tôi rất là muốn là cái bảng A này sẽ là cái bảng tử thần. Nên là tôi sẽ quyết định đưa First Choice của tôi vào 79. Tôi sẽ chọn Đăng Trong To. Cái gì? Đăng Trong To. Tôi sẽ chọn Đăng Trong To. Cái gì? Đăng Trong To. Để thất điểm nhất phải cử thí sinh đầu tiên ở 3 bảng đấu. Đội đứng thứ 3 cử thí sinh đầu tiên ở 2 bảng đấu. Đội đứng thứ 2 cử thí sinh đầu tiên ở 1 bảng đấu. Đội có tổng điểm cao nhất được quyền chọn vị trí thi đấu cuối cùng ở mỗi bảng. Sau khi cử thí sinh đầu tiên, các đội sẽ lần lượt xếp các thành viên còn lại vào các bảng đấu tiếp theo đúng thứ hạng đã được xác định. Chắc chắn là mọi người đang rất nóng lòng để biết team của huấn luyện viên nào đã đạt được điểm cao nhất ở trong vòng đối đầu vừa rồi, đúng không ạ? Đúng là cái tên các bạn đang nói đấy. Vâng, team của tôi, Big Team ạ, Big Team ạ. Lại mua đề ấm nữa rồi. Anh còn chưa mở cái phong bì ra xem luôn ấy. Tôi phản đối đề nghị chương trình thay đổi lại MC này ạ, hơi lạm dụng chức vụ. Cái này là tôi được gửi mail và tôi đến đây để làm, chứ tôi không đến đây tôi xin làm. Đừng nghĩ mình cao hơn mọi người. Không, 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 không. Ê, biết nói xạo bro. Một cái tiểu phẩm hết sức công phu, mua vui trong buổi tối ngày hôm nay đến từ Big Daddy. Đây mới là hàng real. Thế là chương trình đưa nhầm thông báo. Thế mà nói như đúng rồi. Mọi người có cảm thấy phấn chấn với kết quả mình đã đạt được không? Who got the most points out of you guys? Me. Đây cao điểm nhất. Tôi cao hơn người cao điểm nhất. Cấp. Theo là em nhớ là mấy cái cặp của anh là toàn là 49 với cặp 50 không à. Thôi thế bây giờ ông cầm kết quả chính thì ông đọc luôn đi. Trên tay tôi đang là kết quả của 4 đội. Đọc đội nhất đi. Người thấp nhất là... là người vừa tự tin với bản ngã của chính mình. Là em á? Da thật là trắng luôn. Liên quan gì ta? Em cũng trắng mà. Chúc mừng Garrick với tổng điểm là 294, xếp hạng 4. Và người tiếp theo, không như những gì anh ta vừa tường thuật là anh ấy. Là anh. Ôi á. Big Daddy với tổng điểm 325 điểm, xếp thứ 3. 329 điểm là em Suboy. Tức là đứng chung là vì chẳng á hả? Người ta cứ chiêu chiêu chả làm gì mà vẫn chễm chệ đứng nhì. Ồ, tí vậy là cái kết quả chắc không cần phải đọc anh ha. Ok. Năm nay B-Ray vẫn gáy được. Không, vẫn phải đọc, tôi muốn biết số điểm bao nhiêu. B-Ray thì sương sương có 330 điểm, hơn Big 5 điểm thôi. Thằng Suboy 1 điểm rồi. Năm nay áo màu đỏ nó không phong thủy lắm nhỉ. Cố lên thôi. Anh sẽ phải là người đưa ra 3 thành viên đầu tiên. Và mọi người sẽ theo anh. Tôi đưa 3 cái là tôi đưa ra sau 2 luôn. Thôi anh em mình sẽ bớt gáy lại nhá. Thôi được rồi, sao không được. Xin Carrick gà 3 season. Ủa, em đâu có gì để anh phải xin anh. Xin mời đúng không? Ok rồi, xin mời Carrick gà trước 3 season. Ba người phải không? Người đầu tiên Rick sẽ đưa vào bảng A là... rất tự Owen, không phải, nhầm. Mason. Ghê vậy. Mason như kiểu là tốt thí ấy, ra trận đầu tiên để thử trước. Số 2 là ai? Số 2 sẽ là Lower, The Lyrical Assassin. Và bảng C sẽ là Queen Bee, cựu học trò của Suboy. Xin mời người đàn ông áp chót ạ. Người tiếp theo tôi sẽ đưa ra ở bảng D, đó chính là Nhật Hoàng. Bảng E là trẻ tuổi nhất đi, SC Lưu Văn. SC Lưu Văn thì đã có ai đâu, cứ cho vào thôi. Anh thì đưa gà chiến vào nhưng Bích thì chiêu chiêu ấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lựa chọn của Su. Bạn cuối cùng không ai biết gì hết, chắc cái người này mọi người cũng biết gì hết. Không có nhiều thông tin, đặc sản. Khó đoán. Vậy là bảng A của chúng ta đã có Mason được Carrick đưa ra. Vậy thì Big thì anh sẽ đưa ai ra? Tôi thấy là rap Việt có một cái đặc sản rất là hay, đó chính là hàng năm là có bảng tử thần. Thì tôi rất là muốn là cái bảng A này sẽ là cái bảng tử thần. Nên là tôi sẽ quyết định đưa First Choice của tôi vào 79. Yeah. Wow. Quyết tâm quá vậy? Cũng được. Bây giờ còn hai anh chị này, chị Suboy, chị đưa ai vào nào? Tôi sẽ biến cái bảng này thành lyrical. Thì tôi sẽ quăng realistic vô.
Willistic, một gạo cội trong làng underground. Mason, 79, Willistic. Nào, anh đưa vào đi. Bây giờ mà em không bỏ vào một cái gì đó nó hợp lý thì mọi người chắc là sẽ chửi em dữ lắm. Đúng. Em sẽ bỏ ngắn vào ạ. I think this round gonna be hard, bro. I think mấy này hay, cái mạnh á. Anh nghĩ ai sẽ là người có khả năng thắng trong bảng này? I don't know, man. This is a hard round, man. Everybody's pretty lyrical. We got 70 Nights, too catchy. Mason, you know, he's one of the hot ones right now also. Willistic earned his spot, so it's hard. I can't really say. Bây giờ em trơ trẽn, em hỏi anh một câu thôi. Anh có thích Mason không? Thích. Ờ, vậy anh nhớ quăng nói cho Mason nha. Luôn, thích Willistic luôn, thích nhắn luôn. Sự khó lắm. Thôi, đừng hỏi anh Thái nữa. Đến với bảng B, sự lựa chọn Lower đến từ Carrick. Với tôi thì anh ta khá là nặng cho cái việc là lyrical. Xin mời ý kiến của Big Daddy sẽ đỡ như nào đây? Tôi sẽ chọn Long Song To. Cái gì? Long Song To. Không ngờ là lúc đó Big lại quăng tăng răng to ra. Nãy giờ để ý rồi. Rick vừa quăng Mason ra, bên kia quăng 79, vừa quăng Lower ra, quăng tăng rang to. Rất sát phạt luôn. Kệ tôi. Người ta thích thế đấy. Kệ người ta. Đăng răng to có khả năng làm nhạc rất là catchy và melodic rất là tốt. Vậy nên là mình muốn tạo một sự tương phản ngay từ ban đầu luôn. Khi mà Rick đã đưa một thí sinh rất là nặng về storytelling, mình sẽ đưa một cái sự tương phản đó để mình muốn nghe ngóng thêm là Su và B-Ray sẽ đưa những ai tiếp theo vào đó. Bây giờ đến với Suboy xem nào. Xem Suboy đỡ bằng cái gì nào. Nữ hoàng băng giá sẽ bỏ Cozy vô. Oh! Ai da! Ai da! Cozy. Đã lyrical, đã trendy, bây giờ còn thêm cả melodic. Thì em nghĩ là em sẽ đặt một người làm được rất là nhiều thứ, đa dạng màu sắc. Có thể đi melody, có thể lyrical, có mang tới cái năng lượng trẻ. Mọi thứ đều có một chút xíu. Và người đó không ai khác, bạn đó sẽ là Ramsey ạ. Em như đây là một cái động lực cho bạn bứt phá hơn nữa. Qua tay Bảo thì có sức bật ok đấy. Mỗi người một màu nha. Gọi là bạn nào cũng năng lượng phóng khoáng. Không ạ, Lower của tôi không năng lượng phóng khoáng ạ. Và cái dòng này, I thấy Cozy, Ramsey is kind of like a good battle. And Lower, Dang Rang Tao is going to be a good match. I feel like those two are good, compatible to battle each other. Ôi không hợp đâu. Đang chơi mà. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Yeah. Bước vào cuộc họp thì anh muốn mọi người dành chàng pháo tay. Đầu tiên chúng ta thi 8 và vô 7. Rồi tiên duy nhất. Chàng pháo tay thứ hai chào mừng thành viên mới, Khinh Vi. Ok, trước khi vào vấn đề thì anh muốn cho mọi người biết là team mình là đội thấp điểm nhất. Ủa sao? Bởi vì mình thấp nhất cho nên là anh phải là người đưa ra ba thí sinh đầu tiên trên bảng. Thì anh đã đưa Mason đi trước. Ủa anh, sao lại là em? Anh gài chiến mà. First toy kìa. Thực sự là mình cũng không nghĩ là anh Carrick tin tưởng mình để mà mở trận như thế. Người đi đầu rất là áp lực, mình sẽ là thủ lĩnh tinh thần cho toàn bộ đội. Em biết giá trị của người có cái nón vàng nó khác không? Đó. Tôi làm cái gì tôi không có sự tính toán hết. Thì nó cũng là một cách dò đường. Nếu mình đưa quân bài gần mạnh nhất của mình ra thì mọi người sẽ đi quân bài gì? Thế em gặp ai ạ? Em sẽ gặp 79. Realistic. Và ngắn. Ừ.
Ok mà, chơi được mà. Topic của team của em sẽ là câu nói trending. Khó anh ơi. Bởi vì trước giờ em toàn tạo ra câu trending chứ em chưa theo một câu trending nào hết á. À, vì anh muốn đậu chấm tương ớt. Những câu nói trending nó không giống như những câu ca dao tục ngữ, là nó ẩn chứa bài học ở trong đấy. Thì mình rất khó có thể khai thác để mà làm mới cái câu trending đấy đi. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không thể làm được. Và mình đã tìm ra được những câu trending mà mình có thể xoay chuyển để làm nó thành một thứ hay ho hơn. Vòng này thì em đang có hai cái idea trong đầu. Một hướng là có thể bật được bất cứ một cảnh phim nào lên đấy, nhạc nó vẫn sẽ rất hào hùng. Hoặc là một bài nhạc mà cứ đến 7 giờ tối là replay liên tục để các bé ăn bột. Anh bác bỏ cái cute hẳn nha. Người ta sẽ quen nhìn một Mason làm nhạc catchy catchy. Thì em qua cái cute, thứ nhất là nó vừa thất vọng cho dân hip hop mà vừa thất vọng cho đứa nít luôn. Và nó không đúng tinh thần của chương trình luôn. Cho nên phải làm một cái gì mà mọi người chưa bao giờ thấy Mason làm. Vòng 3, Rick sẽ bắt đầu vào cái cuộc chiến của mình. Bài thi của thí sinh của mình là mang tinh thần chiến binh hết. Các bạn phải lột xác hoàn toàn luôn. Em sẽ chọn câu đúng nhận sai cãi. Em nghĩ cái đấy mình có thể lái nó về một khía nội dung là hãy bác bỏ lại tất cả những lời mà chê bai, miệt thị hay là nghi ngờ của bản thân đặt ra cũng như là của những người khác đặt cho mình. Người ta nói về mình mà không phải thì mình hoàn toàn thể bác bỏ điều đấy. Đi học cho đến lúc đi làm và đến bây giờ là đi thi rap Việt thì cũng đã không ít lần bị những người khác nghi ngờ, đánh giá thấp, nhưng mình phải làm hành động để chứng minh lại đấy là sai. Thì mình có thể hướng cái tuyến nội dung nó về thành một bài hát truyền động lực, cổ động. Cổ động. Anh nên dùng những cái sound mà kiểu giống như trong phim ấy. Nó có mấy cái tiếng thùm 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 thùm. Vừa tiếng trống dồn dập bảo. Dạ. Ok, bây giờ anh có một cái demo mọi người nghe thử nha. Trong bài hát này thì mình dùng một cái yếu tố chính đó là tiếng trống cổ động. Giống như khi mình ở một cái sân vận động ấy thì mình sẽ nghe những cái tiếng bước chân, những tiếng trống rất là mạnh, rất là dồn dập. Cùng với đấy là âm thanh của những dàn dây, giao hưởng được chạy với những cái nốt rất là ngắn, những cái nốt staccato để tạo ra những cái tiết tấu rất là mạnh. Hợp lý nhỉ? Đây, intro như thế là đủ truyền động lực chưa? Dựa trên cái khung này em có thể làm được rồi. Ổn không? Tại vì dòng này em đấu với 79, em thấy là sẽ là một người truyền động lực nhiều hơn là Mason. 79 bạn ấy sẽ có câu chuyện, cách biểu diễn riêng của bạn ấy. Nhưng mà bạn ấy sẽ bị một vài giới hạn về giọng. Hành văn của bạn ấy sẽ bị hạn chế một số thứ. Bạn ấy khi đưa vào sẽ có nhiều từ địa phương, nhưng mà nó không nên để áp dụng xuyên suốt. Tại vì mọi người sẽ rất là dễ bắt bài. Và Rick đã bắt bài 79 từ sau round 2 rồi. Mình phải nhắm vô cái điểm đó để mình hạ đối thủ. Mình phải tập trung tối đa vào lyric để em thành công. Còn realistic thì sẽ có cái gì ra? Không đoán được là liệu anh realistic sẽ làm gì ở vòng này, nhưng mà chắc chắn là nó là một cái gì đấy mà nó sẽ rất hợp thị hiếu người nghe. Realistic thiên về cách sắp xếp bố cục các verse về lyric, mà với khuôn khổ của rap Việt năm nay chúng ta sẽ khắt khe hơn thì bạn ấy sẽ bị gò bó nhiều hơn so với khả năng của bạn ấy. Nó sẽ đánh vào cái chuyện là cái sự gò bó đó cho Mason, để Mason phát triển nó tốt trên sân khấu. Anh thấy realistic được cái thú vị. Lyric bạn thú vị, xếp bố cục khá là thông minh đấy. Với lại ngắn. Vui thì ngắn cũng đã làm rồi. Nếu mà ngắn làm nội tâm ấy thì round 2 cũng đã làm rồi. Còn rap về cuộc đời mọi thứ thì để áp dụng lên sân khấu này thì nó lại không hiệu quả. Cho nên là rất có thể tính được cái đường để đối đầu với ngắn. Vòng 3 của Big Team. Anh em, ai tập hợp nhanh nhất người đấy sẽ có thưởng. Em. Như vậy là Lưu Văn đã là người tập hợp nhanh nhất và Lưu Văn sẽ là người có thưởng. Phần thưởng sẽ là một món quà bí mật mà mình sẽ tiết lộ sau. Ôi, 7 đâu rồi? Ronaldo. Vâng ạ, như vậy là phần phạt thì sẽ dành cho 79 vì đã đến muộn. Và 79 sẽ được xếp vào bảng A. Và như quý vị các bạn đã biết thì mỗi năm Rap Việt đều có một đặc sản, đó chính là bảng tử thần. Và đây sẽ là bảng dành cho 79. Mình không nghĩ riêng một cá nhân nào là đối thủ dè chừng nhất. Đây là vòng 3 rồi mà. Các bạn chắc chắn là sẽ bung ra hết. Anh biết đây là một bảng sẽ là rất là khó khăn cho 79, nhưng mà dù sao em là first choice của anh nên là chúng ta sẽ chiến đấu một cách mãnh liệt nhất, hết tất cả công suất mà mình có để vào cái bảng này. Nên là cố lên. Và các bạn có nhận xét gì về ba đối thủ của 7 không? Mạnh ạ. Mạnh ạ. Ờ mạnh, cái đấy anh biết. Em tin anh 7 sẽ làm được, 7 sẽ chiến thắng được. Anh cũng tin. Em cũng tin. Em muốn em là người bao trọn hết được tất cả những thế mạnh của đối thủ em.
Mason từ trước đến giờ tập trung khá là tốt về phần nội dung, nhưng mà về phần nhạc tính cũng như là sự catchy trong âm nhạc thì mình nghĩ Mason chưa đạt đến cái điểm cực tốt. Mason, Nguyễn và Willistic, các cậu ấy có thể làm nhạc catchy, làm nhạc viral. Em cũng có thể làm được. Mình cả Willistic cũng đá với nhau mấy lần rồi. Là mình cũng có thể nắm được cái chạy đường đi nước bước của cậu em ý. Trong âm nhạc thì mình cũng khá là hiểu về cậu em này, nên là Willistic cứ cẩn thận đấy. Thế mạnh của anh ấy là storytelling. Em sẽ theo storytelling. Thực sự đây là một con quái vật rất là đáng gờm. Khó nhưng mà lại không đồng nghĩa với việc là không có. Anh ấy cũng sẽ có những cái điểm yếu mà bản thân em cũng khai thác được. Nhưng mà dù sao thì đấy, em là first choice của anh mà, cũng phải làm như nào để cho xứng đáng cái first choice đấy. Anh rất thích cái tinh thần đó và anh cũng rất thích cái sự nghiêm túc đó của em. 79 vẫn cho mình thấy được rằng là bạn ấy rất chịu khó, bạn ấy rất là thông minh. Và mình nghĩ rằng là cái bài thi này của 79 sẽ là một cái bài thi rất là nặng ký của cái bảng này. Nên là các huấn luyện viên khác hãy dè chừng 79, first choice của tôi. Em đã lóe cái gì ở trong đầu chưa? Sau khi nghe ba cái tên này em cảm giác rất là khó chịu. Khó chịu vô cùng. Ok, em nghĩ đó một câu hay. Nhưng mà so với những gì em đã trải qua thì những áp lực đấy em nghĩ là nó không nhằm nhỏ gì cả. Ở bên Hàn người ta có câu là Kim Chana. Kim Chana. Có một lần mình đang đi làm bên Hàn Quốc ấy, có một bà cô, mình nhìn thấy cái tay của mình thì người ta chỉ nói với mình một câu, đó là bạn rất là ngầu. Không sao cả, nó là khỏe chán. Sau khi mình nghe cái câu đấy, mình cảm giác rất là tràn trề động lực. À, dù có chuyện gì thì nó sẽ không sao cả. Khỏe chán. Ok, hay. Hay đấy. Anh lại nảy ra một ý này. Anh thấy mỗi vòng ấy, em lại chơi một cái màu sắc khác nhau. Vâng. Kể quần áo em cũng rất là màu sắc. Vâng. Thì anh nghĩ là lần này, ở cái vòng 3 này, thì anh nghĩ cái beat của mình nó sẽ thay đổi như tắc kè hoa. Oh. Thay đổi thai beat liên tục và người nghe sẽ không bao giờ đoán được là đằng sau nó sẽ là cái gì tiếp theo. Ở trên nền con beat đấy thì em sẽ thể hiện được nhiều cái thú vị nhất của em. Em sẽ đủ sức để đấu vòng này. Mình khá là bất ngờ về đề bài của anh Dương. Anh Dương cho mình một độ khó mà từ trước đến giờ mình chưa từng phải trải qua. Đó là storytelling. Anh em nghe beat nha. Wow, đây beat nhỉ? Khá nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Beat nó đang rất là phương Tây nhưng mà nó lại switch sang một phát sang bolero và sau đó lại build up lại quay trở lại phần nhạc hip hop. Mình và anh Dương Cây đã tính rất kỹ những đoạn chuyển đó, nó phải hợp lý với cả chủ đề mà bạn đưa ra cũng như là những cái khuông được đưa ra cho bạn ấy để bạn ấy có thể nhấn mạnh những cái nội dung, những cái câu chuyện mà bạn ấy muốn kể. Ok. Mình thấy cái nét lưỡng lự ở trên khuôn mặt của 79 sau khi mà nghe con beat. Nhưng mà sau một thời gian làm việc chung với nhau thì 79 đã làm chủ được từng phần một. Bạn ấy đã cô đọng lại những gì mà bạn ấy truyền tải và nó rất là hợp lý cho từng cái phân đoạn thay đổi đó. Cái việc đặt mình vào một cái bảng rất là khó như vậy, nó cũng có những cái khó khăn, nhưng mà nó cũng từ cái khó khăn đấy mình có thể mình cố gắng hơn và mình sẽ có cái sự cạnh tranh. Tại vì người ta nói làm sao? Áp lực tạo nên kim cương. Vậy nên là anh chúc em may mắn trong lần này. Cái bệnh nên tới hơi trễ ạ. À. Không sao chị ơi. Sao? Wow, và bây giờ đã là vòng 3. Chúng tôi muốn là các bạn sẽ thật sự là đột phá nhưng vẫn giữ được cái chất riêng biệt của từng người. Chúc mừng team của Suvoi đã đi tới vòng bứt phá. So, tới với cái bản đấu đầu tiên. Thật sự thì đây là một bản đấu rất là nguy hiểm. Yeah. Toàn dân chiến, chiến lyric, chiến năng lượng, chiến mọi thứ. Đây là một cái bản đấu sẽ đem ra một cái bữa tiệc dành cho khán giả. Đây thực sự là một bản đấu tủ thần. Anh ấy có khả năng storytelling rất là tốt. 79 thì sẽ sử dụng những cái gì đấy đặc trưng nhất nơi anh ấy sinh ra là tiếng Nghệ An trong bản đấu này. Mason là người có cái sự tương đồng nhất đối với mình. Vì hai anh em cũng đều hướng đến sự catchy, sự viral. Với những cái lợi thế của họ thì mình nên làm một cái gì đấy khác đi, những thứ mà mọi người không nghĩ mình có thể làm. Thì đấy là chiến thuật của mình. Em cảm thấy rất là hãnh diện vì chị Su đã cho em là người đầu tiên ra trận. Yeah, đây thật sự là một bản đấu mạnh. Nhưng mà em sẽ không sợ hãi hay là lo lắng gì cả. Em đến với một cái phong thái đến đây để biểu diễn. Yeah, nên em cảm thấy là em rất háo hức và em rất nóng lòng để có thể chiến thắng được bảng đấu đấy. Để đem về chiến thắng cho đội mình. Đúng là tinh thần anh cả quá ha. Shout out cho anh cả. Rõ ràng Carrick đưa ra người mạnh nhất của Carrick thì mình cũng phải đưa ra một người chiến nhất từ team của mình chứ. Câu trending em quyết định dùng là câu anh nhắc em. Thực ra nó chưa hẳn là một câu nói trending, nhưng em đã thấy được phấp phới mọi người sử dụng nó nhiều. Nó là một cơ hội, nếu mà bây giờ mình làm được một bài hát nó trend thì chẳng phải là mình lại là người tạo ra trend từ cái câu nói đấy sao?
Với cả em thấy cái ý tưởng anh nhắc em nó khá là hay và nó khá là giống với em. Em là một người kiểu không thích làm cái gì mà nó offensive quá. Cái từ nhắc đấy nghe nó cũng khá là nhẹ nhưng nó vẫn có sức nặng ở trong đấy. Lợi thế của Winistic rất là biết cách cân bằng giữa Liverpool và đại chúng. Giống như là trong võ thuật có nhu cường, như vậy mới có thể chiến đấu một cách mạnh mẽ và kiên cường nhất. Đầu tiên theo chị thấy anh nhắc em nó cũng có cái nhịp ở trong anh nhắc em. Anh vui. Nhắc em, nhưng mà hiền quá anh ta. Lỡ đâu bên kia người ta chiến quá rồi giờ mình phải làm sao? Em có bàn với Cado nghĩ ra một cái nhịp trống Detroit khá là old school. Đồng thời là sẽ có những cái đoạn ngắt nghỉ ở giữa để bạn ấy có thể thêm những cái thông điệp của bạn ấy vào để cho nó chiến hơn. Detroit. Tiếng sáo nghe giống trọng tài huýt sáo anh hả? Dạ, tiếng sáo rồi, chính Will huýt rồi đó. Nhưng mà đó là tiếng sáo của anh. Wow, mình nghĩ là mình đã tìm được âm thanh mới. Nó thực sự thuộc về mình. Will là một người cao tay trong mặt lyrical. Somehow Will vẫn chưa thể hiện được điều đó trong hai vòng trước. Cho nên mình muốn vòng này Will sẽ thể hiện được cái tinh thần hip hop của mình. Những cái cặp vần nảy lửa cũng như là bài thi phải thật cháy và thật là bùng nổ. Từ Detroit và Ballet Funk nó cũng là một cái thể loại nhạc nguyên thủy chưa được nhiều người nghe. Và mình thật sự muốn mang đến những cái gì văn hóa nhất và nó kiểu cội nguồn nhất sẽ là một cái lựa chọn thông minh cho bài thi của Will. Ok, wow, mọi người ơi, let's go bản đấu đầu tiên. Chưa thấy ai chụp đẹp như em luôn. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Không được hả? Xuống không được hả? Chuyệt mãi xuống, quần giết quá. Mọi người có thấy thiếu thiếu gì không ta? Thấy hơi kể vào. Vừa mới tính nói xấu anh xong rồi anh tới. Nãy giờ mình nói xấu gì đó, về lọc bỏ mấy cái phần nói xấu đó giùm. Nói xấu gì đó, đúng tinh thần in the dark rồi đó. Mọi người đã sẵn sàng nghe cái thông báo các đối thủ của mình chưa ta? Luôn anh ơi, kỳ này cũng phong ba đấy. Tại vì không bằng người Pháp Việt Nam, không sao anh em ơi. Anh em mà là chữ là một bụng. Thầy chưa thấy dạo này bụng anh hơi bự á. Ok, ai muốn vô về dòng tử thần? Thì em đề cử Tiêu Anh Phụng. Dạ không, ở đây thì em nghĩ là ai có râu thì người đó giàu. Quy tắc vậy đi. Anh đừng có che anh ơi. Đùa anh. Ok, rồi sẽ đấu ở trong bảng tử thần sẽ là ngắn. Phải cảm ơn anh Karik đã tạo ra cái bảng này đấy. Cảm ơn anh Karik ạ. Thì chúng ta có Mason 79, Realistic. Đây là một bảng tử thần ba bạn nghiêng về nhạc Gen Z nhiều, trending, năng lượng, còn mình thì lại mình đi vào chiều sâu hơn. Nên là có hai mặt, giống như kiểu mình bước vào sân chơi của các bạn, hai là một mình một sân chơi và các bạn không ảnh hưởng đến mình. Bảng này anh ăn đấu với toàn anh em của em. Cái bảng này rất là căng luôn. Thì anh muốn băng vào một người gọi là phá bĩnh, đập tan không khí căng thẳng và chảy hội đó. Hai màu là như vậy mà chỉ có mỗi mình ngắn đi một đường như thế thì nó sẽ show được cái sự khác biệt của ngắn rõ ràng hơn và cho mọi người thấy được là ngắn là một thí sinh mạnh. Anh muốn vẫn tiếp tục làm một cái điều khác biệt ở trong một cái bảng khác biệt như thế này, khi mà cái chủ đề của em sẽ là những câu nói trending. Những câu nói trending ạ? Câu trending nó cũng khó với cái mindset của em. Nó khó quá. Ví dụ như mình mà vào ca dao tục ngữ hay các câu nói văn học thì ok rồi, nhưng mà không. Những câu nói trending thì nó sẽ có độ hài hước, kiểu nó không được sâu lắm á. Và mình đang cần những cái câu mà nó thực sự sâu để mình có thể khai thác. Bạn cũng chưa biết bắt đầu từ đâu hả? Thế thì nghe tí nhạc thử xem là bắt đầu từ đâu không? Ê, anh Marcel mà mỗi lần mà không ra ý là anh cho nghe nhạc. Nghe cái beat này thấy cuốn ơi là cuốn luôn á. Ngắn thì có một sự trải đời rõ ràng. Có biết mình làm cho ngắn ở vòng này thì nó khai thác cảm xúc nhiều hơn. Nó không phải là quá nhanh, nó cũng không quá chậm. Về piano, guitar, rồi dây string, nhưng mà mọi thứ nó sẽ phải hòa hợp với nhau. Thì em sẽ viết về con. Sao em có nghĩ được kiểu con nói trending nào cho một cái chủ đề gia đình như vậy không? Em thấy có một cái câu mà nó kiểu nói lên thì mọi người sẽ nghĩ là một câu hài, nhưng mà em sẽ khai thác nó theo một cái chiều hướng cảm xúc. Một câu đúng là con trai của ta. Đúng là con trai của ta. Thế nên với một cái bài nhạc cảm xúc này thì cái con đường đến thành công của anh nó sẽ ngắn như cái tên của anh luôn. Hay. Đúng là con trai của ta. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21h15 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.